VinFast VF3 là chiếc xe gia nhập phân khúc minicar dành cho đô thị, với lợi thế mức giá hấp dẫn, thiết kế nhỏ gọn. Ngoài chi phí ban đầu mua xe, người dùng sẽ phải bỏ ra các khoản tiền khác để nuôi VinFast VF3. Vậy, tổng chi phí là bao nhiêu? Đầu tiên là chi phí bảo dưỡng ô tô điện VinFast VF3. Không giống ô tô sử dụng động cơ đốt trong, thường xuyên phải thay dầu, bôi trơn các chi tiết, người dùng xe điện sẽ không phải lo ngại chi phí bảo dưỡng. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, xe điện sẽ bảo dưỡng ở các mốc sau 12.000 km. Thực tế, những chiếc xe điện như VF5, VF E34 có chi phí bảo dưỡng ở mốc sau mỗi 12.000 km, chỉ 500.000 đồng. Sau 2 năm, chi phí bảo dưỡng VinFast VF3 khoảng 1,5 triệu đồng. Rẻ hơn nhiều so với những chiếc xe xăng cỡ nhỏ trên thị trường, phải bảo dưỡng sau mỗi 5.000 km hoặc 10.000 km với chi phí mỗi lần 1-2 triệu đồng. Tiếp theo là chi phí thuê và sạc pin VinFast VF3. Theo hãng xe Việt công bố, chi phí thuê pin xe VinFast VF3 là 900.000 đồng tháng tháng, không quá 1.500 km. Đối với khách hàng mua pin, chi phí sạc điện và vận hành VinFast VF3 vô cùng rẻ. Đối với chi phí sạc pin tại trạm dịch vụ của VinFast, sẽ là 3.800 đồng kWh. Tiếp theo là chi phí cố định VinFast VF3. Dù muốn hay không, Việc bỏ ra những chi phí cố định để nuôi xe VinFast VF3 là điều không thể tránh khỏi, ngay cả khi bạn không sử dụng. Theo đó, những chi phí này sẽ bao gồm bảo hiểm bắt buộc, bám bảy bia 3 000 nhiều mạng đồng thân năm, phí bảo trì đường bộ, 1 500 6 hiểm thân vỏ, 1,5% giá trị xe, khoảng 15 ngàn đạt. Phí đăng kiểm Tiếp theo là chi phí cố định VinFast VF3. Dù muốn hay không, Việc bỏ ra những chi phí cố định để nuôi xe VinFast VF3 là điều không thể tránh khỏi, ngay cả khi bạn không sử dụng. Theo đó, những chi phí này sẽ bao gồm Bảo hiểm bắt buộc 873.000 trên năm Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 trên năm Bảo hiểm thân vỏ 15 triệu đồng phí đăng kiểm Sau 2 năm, chi phí cố định của VinFast VF3 sẽ vào khoảng 25 triệu đồng. Tiếp theo là chi phí gửi xe VinFast VF3. Dù là xe cỡ nhỏ, nhưng VinFast VF3 vẫn là ô tô, nên việc gửi xe như các dòng xe khác là điều tất nhiên. Hầu hết người dùng ở các thành phố lớn đều không có chỗ để xe, nên chi phí này sẽ là khoảng 1,5 triệu đồng trên tháng, và 2 năm sẽ ngốn gần 36 triệu đồng. Với những gia đình ở tỉnh hoặc có sân vườn rộng, dĩ nhiên sẽ tiết kiệm được khoản chi phí này khi sử dụng VinFast VF3. Như vậy, tổng chi phí nuôi VinFast VF3 sau 2 năm sử dụng. Sau 2 năm sử dụng với khoảng 40.000 km, chi phí nuôi VinFast VF3 sẽ là 8 bidun triệu đồng, mỗi năm là 42 triệu đồng và mỗi tháng sẽ chỉ là 3,5 triệu đồng. Đối với một chiếc xe như VinFast VF3, mức chi phí nuôi hàng tháng như trên là vô cùng rẻ, thậm chí là rẻ ngang xe máy nếu gia đình nào có chỗ để xe.